mấy 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 bà coi nè, bảy rồi coi nè, nguyên cái chuồng nó dục ra ngoài, nó dục hết trơn rồi, giờ nó phải lụm trở vô nè, bỏ nó ra ngoài lụm trở lại, nguyên cái chuồng đồ chơi nó mà dục ngoài hết trơn vậy đó, giờ nó phải lụm vô đó, thấy đau khổ không đó, tại giờ nó quậy nó phải lụm vô chứ đâu ai lụm cho nó đó. Đó. Nguyên cái chuồng nó mà nó dọn sạch bóng luôn, trống lỏng luôn, nó dục ra ngoài nè, giờ nó lụm cho vô, mẹ nó bắt nó ra ngoài lụm vô, vậy ra ngoài lụm vô đó. Đó, thấy chưa, thấy nó giỏi không đó. Coi nè, nó dục rồi nè, dục hay nó dục cái bằng tràn ra tới ở cái bếp luôn vậy nè, đó tràn hết trơn chỗ, bây giờ nó lụm vô, giờ nó lụm hồi sạch nó ra ở trong chuồng, nó biết bít chích cái chuồng mà dục ra trơn nó, thấy chưa, nó dục rồi nè, nó lại mới quậy được là nó lụm được hết trơn, lụm hết trơn quậy giờ thấy cảnh đó, thấy chưa, nó thấy chưa, vậy đó, nó nguyên cái gì nó dục ra được, nó lụm vô được hả, rồi vậy mày mày ở xong mày rảnh quá tao chơi. Không không có livestream nè, nói luôn nó cho cảnh lên, nó giờ nó đi lụm đồ vô nè, bỏ gì một 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 phút phút mấy rồi thôi tắt à, nhiều quá nó ai đâu vô được, thôi tắt đi tôi làm.